thực hiện chính sách tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thực hiện tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội thêm 15%, tăng chi trợ cấp ưu đại được có công với cách mạng thêm 29,2%, tăng trợ cấp xã hội thêm 38,9% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào ngày 15 tháng 3 năm 2024 về tăng lương hưu. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết phân chia thành 3 nhóm đối tượng. Nhóm đầu tiên là những người nghỉ hưu thông thường. Mức lương hưu sẽ được tính toán hợp lý giữa khu vực đang làm việc với người nghỉ hưu, hài hòa giữa những người cùng chức vụ trước và sau ngày 1 tháng 7 năm 2024. Với nhóm người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, nhà nước cần áp dụng mức bù để giảm cho lệch lương giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Và ngồi áp dụng chính sách bảo hiểm xã hội, những người hưởng lương hưu theo ngân sách khi về hưu được bảo đảm đầy đủ chế độ như người nghỉ hưu bình thường. Nhóm nghỉ hưu trước năm 1995, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội sẽ đề nghị Bộ Chính trị, các cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng các chính sách đặc biệt để đẩy lương hưu lên cao hơn nữa. Về vấn đề tăng lương hưu, các chuyên gia an sinh xã hội cho rằng, đầu tiên việc điều chỉnh lương hưu phải thực hiện theo nguyên tắc đóng hưởng để bảo đảm công lao trong quá khứ của công chức, viên chức, nghỉ hưu đã đóng góp. Thứ nữa, theo thông lệ lịch sử, việc tăng lương là văn hệ ngang lương, tại chức và lương hưu, tức là tỷ lệ tăng lương hai bên công bằng nhau. Và thứ ba là việc điều chỉnh và thứ ba là việc điều chỉnh tăng lương hưu phụ thuộc vào ngân sách có hai nguồn là những người về hưu trước năm 1995 hưởng lương hưu từ ngân sách nhà nước và đối tượng nghỉ hưu từ năm 1995 trở lại đây hưởng lương hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội chi trả việc tăng lương hưu phải tuân thủ theo nguyên tắc chung đó nếu vi phạm sẽ làm mất công bằng với người nghỉ hưu trao đổi về việc bộ tài chính đưa ý kiến bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất tăng mức lương hưu và các loại trợ cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 vượt quá khả năng cân đối của dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã được quốc hội quyết định Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho rằng tăng lương hưu tỷ lệ thấp quá thì không có ý nghĩa, mà tăng lương như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất thì không có nguồn để chi trả đầy đủ. Cho nên, bây giờ Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần phải ngồi lại với nhau để bàn lại các phương án và tính toán cụ thể từng phần tăng lương hưu. Tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công và tăng trợ cấp xã hội như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất là bao nhiêu tiền. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội muốn tăng lương hưu 15% nhưng sau khi cân đối vẫn thiếu nguồn thì có thể hạ xuống 12%. Về mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, nếu không nâng được như mức 29,2% theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì có thể giảm xuống một chút. Đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về cơ bản vẫn chấp nhận được nhưng vẫn có cái không phù hợp. Bởi vì theo nguyên tắc tăng lương của công chức viên chức và người về hưu có tỷ lệ ngang nhau. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tăng lương hưu thêm 15%, chỉ bằng một nửa của mức tăng lương công chức, viên chức trung bình là 30%. Thế nhưng đây là tình huống đặc biệt liên quan đến cải cách. Lịch sử tiền lương của công chức, viên chức quá thấp từ trước đến nay nên mức tăng 30% để giải quyết vấn đề lâu dài. Vì hiện tại, đội ngũ công chức, viên chức có mức tiền lương không đủ chi trả cho cuộc sống, dẫn đến năng suất hiệu suất làm việc không tốt. Mức đề xuất tăng lương hưu 15% chưa phải là tối ưu, nhưng đành chấp nhận bởi phụ thuộc vào ngân sách. Đồng thời, bây giờ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần phải tính toán được ngân sách nhà nước có bao nhiêu tiền thì giải quyết tăng lương hưu được bao nhiêu người. Còn lại hai nguồn là bảo hiểm xã hội và nguồn kết dư từ các địa phương để không vượt quá khả năng cân đối của dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã được quốc hội phê duyệt tối đa là 7.430 tỷ đồng. Trường hợp nếu vượt quá, thì Bộ Lao động Thương minh và Xã hội trường quốc hội xem xét lại, điều chỉnh, bổ sung ngân sách để việc tăng lương hưu, các loại trợ cấp thực sự có ý nghĩa và các đối tượng thụ hưởng được cải thiện cuộc sống. Thì ngày 10 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã thông qua nghị viết 104 năm 2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trong đó, quyết nghị từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn liền với lương cơ sở. Điều này đồng nghĩa với việc lương hưu sẽ được điều chỉnh từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, các đối tượng được tăng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 là những người đang hưởng lương hưu trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 bao gồm Thứ nhất là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động, kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã tự nguyện, người nghỉ hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội Nông dân Việt Nghệ An, chuyển sang theo quyết định số 41 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Thứ hai là cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng lương hưu hàng tháng. Hiện chính phủ đã giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan nhà nước có liên quan xây dựng nghị định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng để trình chính phủ xem xét ban hành trong thời gian tới. Thời gian hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. Có thể thấy mức hưởng lương hưu không phải mức cố định tại thời điểm nghỉ hưu mà định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu vì vậy người hưởng lương hưu luôn được bảo toàn giá trị không bị rủi ro khi đồng tiền mất giá về nguyên tắc bảo hiểm xã hội mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có sự chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội mức lương hưu tỷ lệ thuận với mức đóng bảo hiểm xã hội thời gian đóng bảo hiểm xã hội có nghĩa là mức đóng bảo hiểm xã hội càng cao thời gian đóng bảo hiểm xã hội càng dài thì mức hưởng lương hưu càng cao một số trường hợp hưởng lương hưu với mức hưởng thấp nguyên nhân chủ yếu là do người lao động đóng bảo hiểm xã hội với mức đóng thấp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chỉ đạt thời gian tối thiểu cũng có nhiều trường hợp là do người lao động nghỉ hưu sớm trước tuổi quy định dẫn đến bị giảm trừ tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi hiện nay cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì sẽ bị giảm 2% đối với cả lao động nam và lao động nữ. Ngoài ra, quy định của chính sách bảo hiểm xã hội còn tính đến yếu tố lạm phát hay trực giá đối với tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Không chỉ khi tính mức hưởng lương hưu mà còn bảo đảm các yếu tố này trong suốt quá trình hưởng lương hưu của người lao động nhằm mục đích bảo đảm thu nhập của người hưởng lương hưu cơ bản đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Cụ thể, khi tính mức hưởng lương hưu, tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ Tính lương hưu của người lao động được điều chỉnh như sau. Thứ nhất, đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh thêm mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 2016. Thứ hai, đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định mà bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi và người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của chính phủ. Theo thời gian, mức lương hưu của người nghỉ hưu liên tục được nâng lên trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và vị bảo hiểm xã hội. Từ năm 1995 đến nay, Nhà nước đã thực hiện 23 lần điều chỉnh lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống cho người về hưu. Lần gần nhất là vào năm 2023 với mức tăng lương hưu là 12,5% hoặc là 20,8% tùy đối tượng.